Rồi, xin chào các bạn. Thì sau cái series làm về cái dây chuyền thì đến cái bài này thì mình CJ sẽ hướng dẫn các bạn làm một cái mini background như thế này. Thì cái bài này là dựa trên concept của bạn Green MB ở đây ở trên Art Station. Rồi, một cái concept rất là đẹp, rất là dễ thương, màu sắc rất là phong phú và cái style background là một cái set ngôi nhà và có những cái đồ vật nhỏ như thế này. Rồi, thì ở đây ở cái bài này thì CJ sẽ hướng dẫn các bạn từ cái bước mô đồ, những cái phần element, những cái thành tố của một cái ngôi nhà như thế này, gồm có các trụ, mái, ống khói, rồi các cái nền gạch, và ở đây chúng ta có thêm cái phần cỏ. Rồi thì sau khi chúng ta dựng scoop xong được như thế này, chúng ta sẽ CJ sẽ hướng dẫn các bạn cái cách để mà tô màu, để mà tô màu được cái kết quả cuối cùng như thế này. Ở cái file này thì mình cũng đang gần hoàn thiện rồi, nó cũng chưa hẳn là 100%, nhưng mà mình sẽ interview review trước cho các bạn thấy được cái làm việc. Mình sẽ up các cái video lần lượt để hướng dẫn các bạn cái quy trình từ ban đầu với các cái khối móc cơ bản. Khi mà mình làm việc với dạng như là những cái background, những cái nhà cửa hoặc là những cái phần kiến trúc như này, thì mình bắt đầu với các cái khối cơ bản như là khối vuông ở đây hoặc là các khối cylinder ở đây. Đó, như các bạn thấy là cái phần nhà thì ban đầu nó sẽ là các cái khối vuông, rồi các bạn có thể edit chiều dài, chiều rộng để cho nó dài ngắn theo cái tỷ lệ hình design, hoặc là những cái phần trụ tròn hoặc là ống khói thì các bạn sẽ dùng cylinder như thế này. Mình ban đầu mình sẽ đắp những cái khối như thế này, nó rất là nhẹ thôi, số lượng lưới ít thôi. Trong sau đó khi mà vào cái giai đoạn mà làm chi tiết các cái phần crack ở đây, hoặc là các cái bề mặt bị vác hoặc là bị đổ vỡ, bị gãy gì đó, thì chúng ta sẽ đẩy cái poly lên, như vậy thì chúng ta quản lý cái file nó sẽ dễ hơn. Rồi, cảm ơn các bạn đã quan tâm và chào mừng đến cái series hướng dẫn làm một cái ngôi nhà nhỏ nhỏ xinh xinh như thế này.